Tán chủ nghiệp cùng hướng linh lai
Yeah, now.
tất đề hoàng nhân đặng vô lượng chư thiên đại chúng không chỉ thời Phật cao thượng lão xá lợi pháp tùng thị tây phương lạc quốc độ thành hữu dư hỷ công đức trang nghiêm hữu xá lợi pháp vị Phật quốc độ hùng phát thiên nhạc quỳnh như mỹ đê tu nhà hai biến thiên màn đà la ma bi đô chúng sanh thương về thành văn phép vì thân thanh chúng nhiều hóa cũng dường ta mượn tâm quan đất qua bất vì tổng tài hoàng đau môn bất quan tộc chúng nằm xa lấy tới Phật đàn quốc độ như hỷ công đức trang nghiêm hùng phước xá lợi pháp vị quốc thần hữu chủng chủng kỳ diệu thập sắc chi diệu bậc hàng khổng tướng anh bỏ xá lợi ca ta cực lạc giới Di Đà hãy hỏi vô ngại quán Yeah.
di đà na di đà di đà na 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 Thank you.
Để chúng con hành tâm nguyện đem công đức lành này
xin hồi hướng đến thân mẫu của gia đình Phật tử gia chủ Thanh Hồ cùng với chủ quyền Hắc Tổ, người thân quyến thuộc của gia đình đã phá bản trong nhiều đời nhiều kiếp còn kẹt lại nơi thân trung ấm. Quyền nương nhờ công đức lành này mà tất cả tội nghiệp mang tiêu, đắc độ cao siêu, sớm siêu sinh miền lạc quốc. Và quyền nương nhờ công đức lành này xin hồi hướng đến cho gia đình gia chủ cùng với người thân quyến thuộc. Quyền nương nhờ công đức lành này mà được hàm chiên lợi lạc. Và kính bạch trên chư đại đức thầy hận cùng toàn thể đại chúng, trong những ngày qua thầy đã không quản ngại đường xa xa xôi, mặc dù Phật sự rất là nhiều, nhưng dưới tấm lòng từ bi độ lượng, thầy đã đến đây để dìu dắt chúng con. Và vừa rồi đó là hồi pháp Phật tu phúng cổ tùng một kinh A Di Đà cũng đã được học phần viên mãn. Với tấm lòng yêu thương chân thành tha thiết từ trong tâm của chúng con xin thành tâm nguyện đem công đức lành này hồi hướng tri ân đến bậc thầy tôn kính của chúng con. Nguyện nương nhờ công đức lành này xin cho thầy luôn được nhiều sức khỏe và sống trường thọ trên thế gian này để làm lợi ích cho muôn loài chúng sanh. Và trong lúc tan gia bối rối, chúng con không sao tránh khỏi những điều sơ xuất. Con xin trên kính bạch chư đại đức cùng toàn thể đại chúng xin hết sức quan hệ cho chúng con. Và chúng con cũng nguyện đem công đức lành này xin hồi hướng cho toàn thể đại chúng có mặt nơi đây, hồi hướng tri ân đến các vị huynh đệ đồng tu của con. Nguyện nương nhờ công đức lành này mà tất cả luôn được sống trong ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà, rời bỏ được tâm tham, tâm sân, tâm si, đó là nguồn gốc, là gốc rễ để phát sinh ra mọi tội lỗi. Và đặc biệt là trong cuộc sống hiện tiền, quyền nương nhờ công đức lành này mà luôn được sống trong tình yêu thương và sự hòa hợp, luôn được an vui và hạnh phúc, luôn đoàn kết và trợ giúp với nhau để cùng nhau tiến tu trên con đường giải thoát vạn sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Và gia đình chúng con cũng có chuẩn bị nước và khăn, con xin phụng hạnh đại đức ra dùng nước và lau mặt. Và gia đình cũng có chuẩn bị khẩu phần tối. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.